Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi biệt danh của Carrot trên Messenger Mà Carrot sẽ không bao giờ hay biết, sẽ không biết là bạn đã đổi biệt danh bằng đổi biệt danh Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Đầu tiên bạn vào cái phần trang cá nhân đó Đó thôi Rồi bạn kéo xuống, kéo xuống phần cuối cùng chia chặn cho mình Đó, bấm chia chặn Giờ bạn tắt Wi-Fi các bạn Bấm lên Tắt Wi-Fi đó xong tắt wifi xong bấm chữ chặn tin nhắn và cuộc gọi cho mình đó chặn tin nhắn và cuộc gọi bấm vào đây rồi bạn quay trở ra Giờ bạn kéo lên bạn kiếm phần biệt danh cho mình bấm vào phần biệt danh đây biệt danh đây đây thí dụ bạn muốn đổi cái tên gì thì thích các bạn em yêu kroth hay gì bé yêu đồ thí dụ bấm chữ em yêu nè đó thấy không? Bạn yêu. Bây giờ bạn đừng nắm lưu liền, bạn phải mở wifi cho mình. Trung tâm khiển mở wifi lên. Đó thấy không? Bạn đợi wifi nó lên. Thì xong bạn bấm chữ lưu à. Đó, wifi chưa lên, lưu sẽ không thành công, lưu. Đó xong. Giờ bấm chữ xong, bạn bấm chữ bỏ chặn cho mình. Bỏ chặn. Bỏ chặn tin nhắn và cuộc gọi đó là cái này cả rốt sẽ không bao giờ hay biết là bạn đã vượt đổ biệt danh Chỉ khi lót lại tin nhắn hay gì mới là biết sao nhìn sẽ bất ngờ giờ chúc các bạn thành công